Hello, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, ok. Thì bây giờ thì những trận đánh sẽ được tiếp diễn đang ngay chính bây giờ luôn. 13 phút rồi, ok. Liệu Hera... Hera đánh kìa. Hera đánh kinh dậy. Ok, liệu lần này Hera có thể đánh bè được sát thủ không? Và chúng ta hãy xem top Hera. Bên phía mình ghi đánh là... Ok. Phòng thủ là Thanh Bình và tấn công là Lê Bất Kỳ tụt kỳ đây. Ok, trận đánh này là đánh gì đây? Họ được cắt gác đưa vào thứ trăm. Ok, kỳ sĩ, ok, trận đánh kỳ sĩ. Vâng, kỳ sĩ bốc sư nha anh em. Ok, thua phần 3 kìa anh em. Ok, hào quá. Bình thân thân nó được thả rồi anh ơi. Wow, ok. Một bình nhân bản cho kỳ sĩ nữa, ok. Hào quá. Wow, ok, hào quá anh em. Liệu này cái hero có vô địch không? Hay xui nha anh em. Sự tấn công của sát thủ nhưng mà sát thủ đánh quá tệ. Không phải xử lý gọi là hero thôi. Ok, hero. Nguyên nhân thua là bởi vì là phiêu này vẫn còn nhiều phố rất là mạnh. Đánh không sập nữa. Tưởng gì? Và mình xem phía Hera bị đập nha anh em. Phía Hera bị đập là ok. Trận này sẽ đánh thua ta. Thành thủ là anh Dương và tấn công là mô hình nó dẫn tích lũy quá nè, nó dẫn tích lũy quá nè, như vậy nó hơi bị sợ, hơi bị lao nữa. Kia là dùng lính plan và lính kia là đồ không dữ quá, đồ không yên à, thua rồi má, nó sát thủ cái đi dở vậy đây, đánh không dữ lính plan thế nào kìa, biết nghe rồi, thua rồi. Thôi chắc nè, đánh mà không giữ thì lo là thôi chắc. Mà thôi chắc rồi, không nên nữ. Nó đánh được ác rồi. Nó sắp phải đánh gì vậy trời. Sắp chặt chặt nó. Không xong rồi nè. Đánh không giữ thì lo thôi. Đó thì nè. Đánh cung nè, nó hỏi này nó giật khách tiêu. Ok, một xô. Không giữ đến cờ lon, thanh niên này. Ok, thua. Một xô thôi, không được nói nhiều. Chỉ một xô thôi. Thanh niên đánh quá tệ. Thủ thành công đánh cường thiết của Ánh Dương, ok. Quá hạt. Sát thủ ơi là sát thủ. Không chắc tạo thế. Và chúng ta cùng xem trận đấu gọi là phòng thủ gọi là
sắp thủ mình tấn công bên phía Hera, nấm bù quanh. Ok, bùng bao quy lửa. Okay. Bình thế mẹ chỉ là dũng cơ lăng và ngồi bên. Wow, ghê. Đánh quay ta hả? What the fuck? Muốn quay ta này mà kinh. Quay ta rất là điêu luyện. Quay ta không phải là quay ta cấp cứu, nhưng mà nó không được tem một cấp này mà. Nhưng mà nó quay rất là kinh. Wow. Quay ta nó được vô tiếng tăng nè anh em ơi. Rồi nó quay băng nó nhìn tính rồi. Nó sáng nhìn tính một xíu anh em à. Quay ta không thôi, không dùng pháp sư luôn. Ai anh chắc thế. Anh kinh tế, chắc thế. Wow. Tấn công hay rồi quân quá kinh. Hay ra kỳ này dễ vô địch quá anh em ơi. Hay ra rất dễ vô địch anh em ơi. Wow, quá kìa. Mình xem bên đây còn hai nhà đang đếm không. Anh nhà đâu kìa. Trời sao đến xịt cái nhà đây. Còn mấy cái bên này thì đang già lắm ok. Phòng thủ là tan già lắm và tấn công là cẩm tốt tỷ tí ok. Quá ha. Dù tôi tốc rồi. Không biết đánh màn gì đây ta. Lại gác mấy phía bên này nữa. Sao giật cái ta. Ok, bomb ba quy lửa rồi. Ok. Wow. Ê. Rồi xong. Bầy công mới nó được sống anh em à. Các bầy cung nó được bán nè, các bầy cung nó được bán nè. Nhờ bị binh nó được loa, anh em biết không? Nhờ bị binh vẫn còn, bầy cung nó vẫn còn sống. Rồi cái bầy cung này còn sống rồi, cái bất ngờ đó. Rồi sao, bye bye Hera rồi. Bên phía này thì không còn gì để thủ được nữa. Thủ thành công bên phía xuất thủ. Có hỏi tụi gì chứ đánh em. Nhà bóng đánh quá tệ. Bóng đánh nhà bên này. Ok. Bánh bồ cha ok. Chúng ta thường đến với trận đấu gọi là phòng thủ bánh bồ cha và tấn công là chuẩn chỉnh. Kích chứ. Tay hơi lỡ một xíu nhưng mình đã hơi ngố cằn. Ok lại cầm quay ta này mà. Mấy thanh niên cầm quay ta kinh thế. Quay ta tan một cấp nữa. Đậu xanh nó mạnh nè. Nó quay bá cháy bụi chát luôn nè. Ok, đường phố tiến trang rồi á. Cái gác phía bên kia là ổn rồi á.
Ok, nhân bọn à, nhân bọn lính kia kìa. Ok, nhân không sao. Năm nay không dùng lính clone nhưng vẫn có thể đánh đều được. Rất là khó điều luyện bên từ vị trí của anh chuẩn kích. Ok. Wow. Người ta còn vẫn còn sống rất là nhiều này mà. Kè này là kẹp cực mạnh luôn em. Đậu xanh quá mạnh. Hà quá. Oh my god, ok. Bỏ xong. Vẫn chưa biết trước được điều gì này mà. Vẫn còn không? Sát thủ 13 lượt em, sát thủ 11 lượt em qua số bên kia 3 lượt 19 xong. Ghê. Bên nào anh kia đánh mà. Ok, và diễn biến bây giờ thì đoàn đánh nhau rất là kịch liệt ở đây mà. Ok, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo của mình. Ok, bye anh em.